Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Chủ nhật thứ sáu phục sinh, Chúa Giêsu ban điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đây không còn phải là yêu tha nhân như chính mình, mà là yêu tha nhân như Chúa Giêsu yêu. Chúa Giêsu đã lấy tình yêu hy sinh của Ngài làm tiêu chuẩn cho điều răn mới. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Dân thánh lễ hôm nay mời cộng đoàn và các bạn thiếu nhi hãy hiệp lời cầu nguyện với Chúa Giêsu phục sinh. Xin Người đến và ở giữa chúng ta. Xin giúp chúng ta biết sống theo giáo huấn của Người và bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hậu sản sinh ra những hoa trái là tình yêu thương, chia sẻ, cảm thông, tấm lòng rộng mở, biết quan tâm đến người khác. Sống được như vậy, chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Đấng Phục Sinh. Đặc biệt, hôm nay, chúng ta cùng với phân đoàn ấu nhi mừng kính Thánh Đa Minh Savio là mẫu gương sáng chói trong đời sống các thanh thiếu niên noi theo. Xin cho các em ấu nhi luôn biết noi gương Thánh Đa Minh Savio, sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, luôn là những người con ngoan trong gia đình. Với tất cả tâm tình và ý nguyện trên, kính mời cộng đoàn đứng cùng hiệp dân thánh lễ.
Hôm nay Chúa Nhật thứ sáu mùa Phục Sinh, với ấu nhi sứ nhà là bổn mạng, với Thánh Đa Minh Savio, xin hiệp dâng thánh lễ với những ý tạ ơn Chúa, cầu bình an, cầu nguyện cho linh hồn Giuse Gaston Teresa, Maria Teresa, Maria Ferro, Joachim, Paulo, Đa Minh, Anna, các linh hồn nhà an nghỉ, các thai nhi. Cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nội ngoại, các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Các em khăn hồng nghĩa lên các bạn ấu nhi, để rồi các em là những chiên con bé nhất trong nhà thờ này, rồi thì các anh chị lớn hơn là ấu nhi, rồi thiếu nhi, nghĩa sĩ, hiệp sĩ, tất cả chúng ta được quy tụ trong nhà của Chúa. Chúa Nhật, ngày của Chúa, tất cả chúng ta đến nơi đây chung tâm tình, chung lời ngợi khen Chúa và cách riêng bắt chước các thánh để sống mỗi ngày một tốt lành hơn, đặc biệt Thánh Đa Minh Savio hôm nay. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con đang tạ
mỗi em hãy nói với Chúa một lời. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Câu chuyện này thuật lại một biến cố đặc biệt nhất trong sự nghiệp tông đồ của Thánh Phêrô và mang tính quyết định nhất đối với việc phát triển của giáo hội tiên khởi, chấp nhận một lương dân và thân bằng quyến thuộc của người này vào trong cộng đoàn Kitô giáo không cần qua luật Mô-xê, nhất là phép cắt bì. Một cách nào đó, Chúa Thánh Thần đã bắt buộc vị lãnh tụ các tông đồ thực hiện điều này. Lời Chúa trong sách Công Phụ Tông Đồ: khi ông Phêrô bước vào nhà ông Cornêlêô thì ông liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. Nhưng ông Phêrô đỡ ông ấy lên và nói: xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: quả thật tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Ông Phêrô còn đang nói những điều đó thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống cả trên các dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phêrô nói rằng những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày. Đó là lời Chúa. Thank you.
Trong đoạn trích này, Thánh Gioan không ngừng lặp đi lặp lại: Thiên Chúa là tình yêu. Lời khuyên bảo được xoay quanh hai ý tưởng: trước hết, Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, tình yêu là lối ngõ dẫn vào cuộc sống tâm giao với Thiên Chúa. Sau nữa, tình yêu Thiên Chúa được chứng thực ở nơi việc Ngài đã ban cho nhân loại con một của Ngài. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ: Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Nó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em ấy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Cho một chút nhạc cho tông pha trưởng.
Fa son la si son la si mi fa son đồ la son fa. Rất dễ các em ha. Cái bài này ta viết theo như cái đọc kinh của xứ mình, cứ nhấn cái đầu câu đầu chữ. Ngày Chúa Nhật của em bao là tình thương mến, ngày Chúa Nhật của em là vui sống bên Chúa bên nhau. Dễ không? Fa la fa son la. 2, 1. Ngày Chúa Nhật của em bao là tình thương mến, ngày Chúa Nhật của em là vui sống bên Chúa bên nhau. Ngày Chúa Nhật là như thế. Ngày Chúa Nhật là ngày của các em. Mình đến nhà thờ đông quá này. Rồi thì hôm nay là 170 em ấu nhi rước cha chủ tế từ trong phòng thánh đi ra, cho nên là ngày rất vui ha. Fa la fa son la. Hát mình hát đầu hơi nhẹ, rồi lớn lớn lên, rồi hát cuối câu mình nhẹ lại, mình thả nhẹ cái chỗ nghe nó thấu vào lòng luôn. Ngày Chúa Nhật của em. 2, 1. Ngày Chúa Nhật của em bao la tình thương mến, ngày Chúa Nhật của em là vui sống bên Chúa bên nhau. Câu 2. Ngày Chúa Nhật tươi vui bao bạn bè thương mến, ngày Chúa Nhật em yêu tình nghĩa cha con anh em một nhà. Quá đã ha. Hát mình cảm thấy nó đã thấm vào trong lòng của mình để mình sống cho tốt ha. Hát lại cả 2 câu. Fa la fa son la si son la si mi fa son do la son fa. Ngày 2, 1. Ngày Chúa Nhật của em bao là tình thương mến, ngày Chúa Nhật của em là vui sống bên Chúa bên nhau. Ngày Chúa Nhật tươi vui bao bạn bè thương mến, ngày Chúa Nhật em yêu tình nghĩa cha con anh em một nhà. Stand up please, em đứng lên. Hát cho khí thế rồi, hát thuộc lòng. Quá đơn giản, quá dễ ha. Ngày Chúa Nhật là ngày gì? Thưa, là ngày của em. Và từ sáng sớm ba mẹ đã gọi dậy, rồi thì đánh răng rửa mặt, rồi chở các em đến đây. Ô, hạnh phúc quá. Vừa nãy cha trên đường đi thấy các em ngồi ôm lấy mẹ, mẹ chở tới đây, sướng chưa? Ngày Chúa Nhật của em. 2, 1. Ngày Chúa Nhật của em bao là tình thương mến, ngày Chúa Nhật của em là vui sống bên Chúa bên nhau. Ngày Chúa Nhật tươi vui bao bạn bè thương mến, ngày Chúa Nhật em yêu tình nghĩa cha con anh em một nhà. Tay đâu, hand up, giơ lên vỗ tay. Ngày Chúa Nhật của em bao là tình thương mến, ngày Chúa Nhật của em là vui sống bên Chúa bên nhau. Lấy lên. Ngày Chúa Nhật tươi vui bao bạn bè thương mến, ngày Chúa Nhật em yêu tình nghĩa cha con anh em một nhà. Rồi, cảm ơn các em, mời ngồi. Keep in mind,
Keep in heart. Mỗi lần có dịp nói chuyện với thiếu nhi thì phải nói cái gì? Nói thế nào? Nói bao nhiêu cho nó vừa với các em? Cho nên một cái câu hỏi luôn luôn cha đặt ra: sẽ nói cái gì? Sẽ nói thế nào? Sẽ nói bao nhiêu? What? How? How much? Hay không? What? Nói cái gì? How? Nói thế nào? How much? Nói bao nhiêu cho đủ. Thế thì hôm nay đã là Chúa Nhật thứ bảy của mùa Phục Sinh. Như thế mùa Phục Sinh sẽ khép lại. Còn 2 tuần lễ nữa, hôm nay Chúa Nhật thứ sáu mùa Phục Sinh, và tuần tới đây Chúa Nhật lễ Chúa lên trời, lễ Thăng Thiên, lễ Chúa Giêsu lên trời, và tiếp theo lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và khi kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì mùa Phục Sinh đóng lại, mở ra cho chúng ta tập 2 của mùa thường niên. Hay không? Cho nên sống Chúa Nhật hôm nay, em nhớ đến Chúa Nhật tới là lễ Chúa lên trời, Chúa Thăng Thiên, rồi tiếp một bước nữa Chúa Thánh Thần hiện xuống. Để làm gì? Để tạo nên cho em một con người mới. Nếu như mình để ý, mùa Phục Sinh luôn luôn nói đến con người mới. Ai trong chúng ta chưa đổi mới? Đổi mới có nghĩa là chan hòa yêu thương, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Vâng, con này đón nhận tình yêu thúc bách con luôn bước tới. Con bước đi trong ánh sáng đấng Phục Sinh. Mùa Phục Sinh cho mình cái ý nghĩa rất là hay: ở lại trong tình yêu của Thầy. Chúa Giêsu hôm nay nói như vậy. Và một con người nào đầy tràn tình yêu, người ấy là những người bạn của Chúa Giêsu. Thầy không còn coi anh em như là tôi tớ, nhưng mà là những bạn hữu của Thầy. Vì tất cả những gì Thầy biết từ nơi Cha thì Thầy truyền cho các con. Hay lắm. Cho nên nói đến mùa Phục Sinh là nói đến con người mới. Và như thế Chúa Giêsu Phục Sinh được biểu tượng bằng cái nến Phục Sinh. Có hình thánh giá, có những dấu hương in ấn vào đó, 5 dấu đanh Chúa Giêsu. Có cái gì nữa? Có Alpha, Omega, từ đầu chí cuối, từ khởi thủy cho đến kết thúc vũ trụ này, luôn luôn có Chúa Giêsu. Rồi có gì nữa? Có thời giờ 5 tháng 2024. Đó, cho nên em nào chưa thấy đó, mình lúc nào mình lên mình ngó đó, các chi tiết ở trên cây nến Phục Sinh này. Như thế đây là GPS. Biểu tượng này là biểu tượng Chúa Giêsu Phục Sinh. Cha muốn liên ý liên tưởng đến GPS là gì? Đó là Global Position System. Ngày hôm nay người ta luôn luôn nói đến GPS. Ngồi trên xe tôi chỉ bấm địa chỉ là GPS dẫn tôi đến nơi. Đúng địa chỉ, chính xác luôn. Việt Nam của mình update, cập nhật ok chứ không biết. Nhưng mà nước ngoài một cái là ngay bon cái địa chỉ đó,
không sai chạy đi đâu được của mình. Nhiều khi gọi xe Grab, xe Gojek các thứ, nhiều khi nó còn định vị chưa chính xác. Còn GPS, Global Position System, hệ thống định vị toàn cầu. Đấy, chúng tôi ngày hôm nay sao mà văn minh quá, hay quá. Từ một điểm xuất phát nào, với GPS nó sẽ dẫn lối chỉ đường cho mình đi an toàn. Và như thế Chúa Giêsu phục sinh chính là GPS định vị toàn cầu, định vị thế giới, để hướng dẫn chúng ta an toàn, đúng địa chỉ, đúng điểm đến. Đó là Cha. Trang âm hôm nay Chúa Giêsu nói đến Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào. Thầy yêu mến anh em như vậy, anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. GPS, Chúa Giêsu phục sinh chính là định hướng cho cuộc đời mỗi người chúng ta, và nhất là để biến đổi chúng ta trở nên những con người mới, những con người chan hòa yêu thương. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thờ bởi Thiên Chúa thờ, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ Ngươi mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Ngươi đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất thánh thiện, Công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa
để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Giờ đây cùng với các em thiếu nhi, chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho mỗi người chúng con đây thực sự trở nên những con người mới. Chúa Giêsu nói: anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh biết kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, sống bác ái yêu thương, để hội thánh luôn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới, cách riêng tại những vùng đang có chiến sự, biết vượt qua những khác biệt về sắc tộc, văn hóa, tôn giáo, để luôn sống tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau xây dựng một thế giới văn minh và hòa bình. Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người đang thành tâm tìm kiếm chân lý, biết nghe theo sự soi dẫn của Thánh Thần mà tin nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mừng Thánh Đa Minh Savio bổn mạng hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các em ấu nhi luôn biết bắt chước Thánh Đa Minh Savio, một lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria, tích cực tham dự thánh lễ cách nghiêm trang, sốt sắng, sống yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, ngày càng trở nên nhân chứng sống động của Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, đó là những ý nguyện chân thành chúng con xin dâng lên trong thánh lễ sáng nay. Và xin cho mỗi người chúng con đây cảm nhận được niềm vui ngày Chúa Nhật, ngày mà tất cả chúng con quy tụ để chúng con thờ phượng Chúa, để Chúa hướng dẫn chúng con và nhất là đong đầy yêu thương nơi tâm hồn để chúng con trở nên những người mới. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Xin dâng lên tâm linh tình tuyệt.
Xin anh chị em cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng hợp với mầu nhiệm tình yêu Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa. Và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, chúng thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con
khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, Thánh Đa-minh Savio, Trần Phước, Carlo Acutis và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Lạy Cha chúng con ở Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa phục sinh hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, đấng soi tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, đấng soi
Đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc những ai được mời dự tiệc chiên Thiên Chúa. Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ở trong tâm bên bê nhà trên bàn thờ. Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật, đã trở nên lương thực nuôi sống chúng con. Trên đường về quê trời, Chúa muốn ở lại trong con.
Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dàn dào như ngàn con sông vô về. Lòng con cung kính thờ lạy Chúa, là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa, mau và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng Chúa đang ngự trong con, và con có bổn phận đem Chúa đến mọi nơi, ở nhà và ở trường, trong khu sông và ngoài đường phố, để tất cả những người bạn của con biết Chúa và sống yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, con nguyện tâm sống theo lời Chúa dạy để đáp lại tình Chúa yêu con. Có Chúa, con không sợ hy sinh. Có Chúa, con đủ sức tránh xa tội lỗi và sống trung thành với Chúa suốt đời con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chiều hôm nay Chúa Nhật đầu tháng 5, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, và cộng đoàn chúng ta sẽ kiệu Đức Mẹ chung quanh Thánh Đường vào lúc 16:45, và sau đó các em dâng hoa kính Đức Mẹ, và nhất là chúng ta dâng lên Chúa, lên Đức Mẹ những bông hoa cuộc đời của mỗi người chúng ta, những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn, những thuận lợi. Xin Chúa, xin Đức Mẹ chúc lành. Và để thực hiện những buổi dâng hoa thì đoàn thiếu nhi thánh thể có những chi phí, ai có thể được xin góp phần với đoàn thiếu nhi trong công việc dâng hoa trong dịp tháng năm này, xin cảm ơn.
Thánh lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cộng đàn quỳ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mời cộng đoàn thinh lặng ít phút sau thánh lễ.